Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày và đêm mai, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể là từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Tại Thanh Hóa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Sang đến ngày 25, mưa lớn sẽ giảm. Do vẫn còn có mưa nhiều nên nhiệt độ trong những ngày tới ở khu vực phía bắc của miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ trong khoảng là 25 đến 28 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là 29 đến 31 độ, còn từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận cũng có mưa nhưng không liên tục, chủ yếu có mưa về chiều tối và tối nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 31 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của các nhiễu động từ ngoài biển vào, vì thế mà về chiều tối và tối các khu vực này sẽ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức là 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Tại Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực ven biển và phía nam đồng bằng trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày trời có nắng. Nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất ban ngày từ 27 đến 30 độ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 24-30 đến 30 độ và 25-32 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ